Xin chào mọi người, chúng ta lại tiếp tục chơi game Devotion thôi. Chơi tiếp phần 3 nào. Bên đây có hoa nở này. 185 hoa nở này. Tulip này vào xem. Ôi ôi, chín tháng 10 trời sông bão, hôm nay mình bỏ bị ốm. Lại là một ngày kinh khủng nữa nằm liệt giường. Thế rồi một chuyện rất tuyệt vời đã xảy ra. Ba tặng mình một món quà, đó là một quyển truyện. Khi mình nằm trên giường, ba đọc to từng trang truyện cho mình nghe. Mình còn vẽ lên một số trang truyện nữa, làm một phần câu chuyện ngớ ngẩn hơn. Nhìn thật sự rất vui. Ba còn dạy mình cách gấp những bông hoa giống trong truyện nữa. Khi gấp sẵn giấy màu, ba con mình đặt gấp xen những trang kịch bản mà ba đã bỏ đi. Lúc đầu gấp khó lắm, nhưng ba đã giúp mình làm được, khiến mình rất hạnh phúc. Ngoài ra, sau khi gấp một lọt hoa tulip, hô hấp của mình lại tốt hơn rất nhiều, thật là kỳ diệu. Mình đã giấu một bông hoa tulip đẹp nhất trong cuốn truyện tranh. Để lần tới đọc truyện cho mình, chắc chắn ba sẽ thấy nó. Ôi ôi, toàn là kịch bản của ông này xé bỏ không này. Sao tôi cứ đi vô đây hoài thế nhỉ? Có lối ra nào không nhỉ? Tối quá, cây cối mọc không tầm. Ôi trời, có lối ra không nhỉ? Ui, ôi, cái gì này? Người chồng ngồi chán nản bên bàn làm việc của mình. Chồng tự nói với mình, ôi, mình chẳng nghĩ ra được gì cả. Khả năng sáng tạo của mình đạt đến giới hạn rồi sao? Cận cảnh, bên ngoài căn phòng, đứa trẻ đang ngồi trên sàn lay hoay với một mẩu giấy. Người chồng liếc qua và nhận ra nó là một trong những kịch bản bị từ chối của mình. Ông chồng tức giận, này con, đặt nó xuống ngay. Người chồng lao về phía trước, giành lấy mẩu giấy và phát hiện ra nó đã được gấp thành một bông hoa. Con gái nói, ba ơi, xem này, con gấp cho ba một bông tulip này. Với cảm xúc lẫn lộn, người chồng nhận lấy bông hoa. Những tờ giấy bị cả thế giới coi thường lại là báu vật trong mắt con gái của anh. Mảnh chạm khắc 2 à? Bông hoa tulip. Tôi quên rồi. Gì? Chớp chớp vậy? Bè lên coi. Hình như căn này là 1985. Rồi, thôi đi ra đi mọi người. Đi ra đi. Tôi nghĩ là mình nên đi ra đi.
tai mỗi ngày, hoa tulip. Rồi. Sao nó cứ rực rực thế nhỉ? Là sao đây nhỉ? À, lại chưa cánh. Sao nó cứ rực rực thế nhỉ? Bạn đang xem kênh YouTube mê chơi game ZZZ 1980 này. 1980 này. Việc giao tiếp giữa trẻ em và ba mẹ là rất quan trọng, không được xem thường việc thể hiện tình cảm. À, còn hai mẫu giấy nữa. Tôi phải đi lấy hết. Em 1950 đúng không? Đúng rồi. Này, hôm nay mình đọc rồi. Ủa, đọc chưa nhỉ? Linh xà. Truyền thuyết từ cô Quan Âm, Linh xà. Theo truyền thuyết, câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng nhỏ ở phía nam tỉnh Phúc Kiến. Có một người nông dân nghèo, có đứa con quá yếu để ra đồng làm việc. Thay vào đó, cậu bé được gửi lên chùa để làm sa di. Cậu nhanh chóng khỏe lên và thỉnh thoảng lại về nhà giúp cha mẹ việc đồng áng. Một hôm, khi đang làm đồng, họ bắt gặp một con rắn lớn có sọc. Lúc đầu cảm thấy rất sợ hãi, họ từ từ tiếp cận con rắn, nhưng chẳng bao lâu đã hiểu rằng nó không có ác ý. Nó giúp xua đuổi loài gây hại như côn trùng và chuột, giúp người nông dân bội thu trong nhiều năm liên tục. Truyền thuyết từ cô Quan 15. Đang làm việc nè. Ê, mảnh giấy. Thư của bạn cũ gửi ông Đỗ Phong Vu. Kịch bản chuyện đời tôi của ông đã bị 6 đạo diễn từ chối rồi. Tôi khuyên ông nên từ bỏ kịch bản thất bại đó và nghiêm túc cân nhắc việc sáng tạo kịch bản mới đi là vừa. Nếu tôi nói có gì hơi quá, mong ông bỏ qua cho. Chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất. Bạn của ông, Đinh Hoài Đắc. À, thư của bạn bị 6 đạo diễn từ chối luôn đó hả? Đi qua đây đi. Cái gì vậy? Cái gì nữa vậy? Chào các thính giả của chương trình Lời Thì Thầm Của Trái Tim, tôi là Lưu Dục. Bức thư của fan hâm mộ hôm nay là bạn của Tiểu Vũ đến từ Đài Bắc. Cô ấy nói rằng sự nghiệp của chồng tôi đang bế tắc, nhưng anh ta vẫn tiếp tục chi tiền vô tội vạ và ăn uống như một ông hoàng. Anh ta luôn mơ rằng mình sẽ sớm giàu có. Tôi phải làm gì đây? Làm sao tôi có thể nói cho anh ấy hiểu tình hình bây giờ? Vâng, thưa bạn Tiểu Vũ, sự thật thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Rất khó để khiến anh ấy thừa nhận sai lầm của mình. Anh ta thà giả vờ sống trong một cuộc sống huy hoàng còn hơn là phải đối mặt với thực tế. Chưa dọn đồ xong xuôi mà anh ta đã bắt đầu khoe khoang với bạn bè và gia đình rồi. Nghĩ mà xem, trong khi bạn phải một mình trong bếp dọn dẹp bãi chiến trường. Xem nào. Mỹ Tâm, nhìn lên phía trước nào. Ôi, tựa đề ngôi nhà thân yêu. Chẳng phải con định chơi một bản cho ba sao? Sinh nhật ba. Lại cái gì nữa vậy?
Ôi trời ơi, hết cả hồn. Tôi chắc là bức tranh này sẽ gợi lại những ký ức đẹp. Cái gì vậy? Ủa, không thấy gì được hả ta? Vậy thôi hả? Không có gì. Ủa? Tôi không lấy được máy ảnh ra nha. Ngộ ghê, vậy nó quăng đâu rồi? Hình nó quăng đâu rồi? Thế thôi, được rồi. Giống ảnh này là được rồi. Thử nha mọi người. 80 nè, 85. Không phải rồi, không phải rồi, không phải rồi. Thôi được rồi, đi ra. Tôi phải tôi xài hũ rượu. Tôi phải đi kiếm hũ rượu thôi. Đúng rồi, tôi phải đi kiếm hũ rượu thôi. Nhà này là 1950. Tôi phải đi qua 1985 thôi. Đây. 1985. Có vương miện này. Rồi. Một cái váy này. Một đôi dài này. Rồi, ok. Được rồi. Thật nóng lòng được mở nó vào một ngày nào đó. Cái gì vậy? Ủa? Xong nhiệm vụ rồi, xong nhiệm vụ rồi, sao không có được gì nhỉ? Không hiểu luôn á. Xong nhiệm vụ rồi mà. Luôn đó hả?
mê chơi game rách rách rách. Đọc truyện rồi, nhiệm vụ xong hết rồi. Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Đi ra xem nào. Rồi, bên này 1985, ký ức 1985 là đầy đủ rồi nha mọi người. Đủ tất cả các bài báo về 1985 nha. Này, hũ rượu này. Rượu, tinh túy của đất và nước. Uống rượu sẽ giúp đả thông kinh mạch, cơ thể của bạn sẽ ấm hơn và cái lạnh sẽ bị tống ra ngoài. Đây, tức là về ký ức của 1985 là tôi đã hoàn thành đầy đủ. Bây giờ thì tôi vẫn còn ký ức của 1986 chưa đủ. 1986 và 1980. Còn hai cái. Đây là còn một câu đố. Còn một câu đố nữa. Rồi tôi nhớ này, không thôi lại quên. Mới đi ra mà quên nha. Không nhớ nổi luôn nữa. Rồi ok. Đi thôi. Ra thôi. Một chín tám mươi, một chín tám mươi lăm, sau 1986. Hiện tại, có hiện tại xem nào. Cho mình vào chưa? Nó chưa cho tôi vào. Ok, tôi phải đi ra. Sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ của ký ức 1986 và 1980. Đây, 1980 của tôi này. 1980 là cái tủ. Đây, 1986. Con gái của ngôi sao kỳ cựu Lê Phương, ngôi sao nhí Mỹ Tâm đã mất đà chiến thắng, bị loại khỏi buổi biểu diễn của ngày chủ nhật. Người xem đang lo lắng cho tương lai của Mỹ Tâm.
vợ chồng cãi nhau, nội tình cuộc hôn nhân rất rõ của Đỗ Phong Vũ và cũng Lê Phương. Sống tách biệt, hai người thường không có mặt cùng nhau tại các sự kiện. Rồi, 1986. Ôi, sao tối thế nhỉ? Sao bây giờ tối thế nhỉ? Rượu không nhỉ? Ôi, sao máu me thế này? Kinh vãi. Uống rượu khắp nơi thế này. Trời ơi, như một cái hầm rượu mọi người ơi. Nhà này ngâm rượu hả? Cái ông này điên rồi. Ngày 19 tháng 9, trời trong xanh. Đôi khi ở nhà một mình thật đáng sợ. Tôi bắt đầu nghĩ quá lên về nó và mọi chuyện lại bắt đầu giống như trước. Đầu tôi đau, tôi không thể thở và sau đó rùng mình và ho. Tôi đã chẳng bị như thế này một thời gian rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao. Mọi chuyện có thể sẽ bình thường khi tôi đến trường, nhưng tôi lại bắt đầu tưởng tượng những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Tôi thường cảm thấy rằng mình không đủ không khí để thở và rồi chẳng thể nào ngủ được. Tôi luôn sợ rằng mình sẽ chìm mãi trong giấc mơ mà không tỉnh lại được nữa. Khi tôi không ngủ được, ba thường dắt tôi đến gặp thầy Hà. Cũng như khi tôi cảm thấy lạnh và không khỏe, ba cũng đưa tôi đến đấy cầu nguyện. Bởi vì vào một lần tôi bị bệnh, thầy Hà đã giúp tôi khỏe lên. Đó là lý do ba tôi rất tin tưởng mãi. Còn mẹ tôi thì không. Nhưng vì ba tôi tin nên tôi cũng tin. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để khỏe lên. Thú rượu nè. Ui, ôi má ơi, nguyên con rắn. Trời ơi, gì thế này? Điều này chứng tỏ là ông này đã quá xa lầy vào mê tín. Ẩn dụ đấy, đây là một cái hình thức ẩn dụ cho mình hiểu ấy. Ông này cũng xa lầy quá vào mê tín gì đó rồi. Xây dựng bằng tình yêu. Vợ nói: con yêu, con là báu vật của ba mẹ. Ba mẹ đã đặt cả tương lai lên con. Khi ba mẹ già yếu không đi được nữa, con sẽ chu cấp cho ba mẹ chứ. Con gái bảo: con biết rồi thưa mẹ. Cận cảnh, hình ảnh đồ trang sức, quần áo lụa và đôi giày mạ vàng của người vợ. Vợ nói: hứa với mẹ rằng con sẽ trở nên nổi tiếng và những đồ vật giá trị này sẽ là của con. Con gái nói: con cảm ơn mẹ. Con hứa con sẽ không để mẹ thất vọng đâu. Khi lớn lên, con sẽ trả lại những gì con đã nhận và còn hơn thế nữa. Mẹ sẽ được sống một cuộc sống giàu sang. Người vợ rất hài lòng. Cô tin rằng những khó khăn vất vả những năm qua đến cuối cùng sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Bạn đang xem kênh YouTube Mê Chơi Game ZZZ. Ui, mảnh chạm cắt một. Trời ơi, cái gì đây? Thế là tôi lấy được hai thứ. Rồi. Trời ơi, con rắn ghê quá. Con rắn hay con vợ thế này nhìn nằm thấy ghê. Nguyên cái hũ rượu nó to quá mọi người ơi. Kinh vãi. Trời ơi, game này long ghê nhỉ. Thích đấy, được đấy. Hay đấy. Và số điểm của đương kim vô địch là
84, 85, 86, 87, 8, 89. Vâng, và bây giờ là điểm số của người thách thức có được là 84, 85, 86, 87, 88. Lên nữa đi nào. 88, một điểm nữa thôi. 88, lên nữa không? Liệu có lên được nữa không đây? 88, một điểm nữa thôi. 88. Quá, đi lặp lại rồi. Rồi, ok. Nhiều khi cái này là mật khẩu đó mọi người ơi. Mật khẩu cửa tủ đấy. À, nhìn rõ rồi nè. À, tấm ảnh nè. Tặng sinh nhật mình năm đó, Mỹ Tâm đã chơi bản ngôi nhà hạnh phúc ở dưới ghi 0716. À, mật khẩu nha. Vậy nó nói là mật khẩu ở trên tấm ảnh. Ok. Rồi, 0716. Rồi, đi ra. Còn gì nữa không nhỉ? Quay lại đây xem. Lần rồi, đi hết các phòng xem như thế nào. Ôi trời, sao mắt cô này, mắt cô này mất rồi. Đi vậy, đi vậy. Còn mỗi tấm ảnh này. Ui, kinh vãi. Mất mắt nha. Mất mắt nha. Trời ơi, sao gì như thế này? Sao gì thế này, sao gì thế này? Kinh quá. Thôi được rồi, đi ra ngoài xem. Còn phòng này, hôm nay tôi mới vào mà. Đi ra, đi ra. Kinh quá nhỉ. Ôi, cái gì đây? Rồi, tôi lấy được hết trước của 1986 rồi. Đâu xem chuyện gì nào. Bên này cái máy ảnh này. Cái này đọc rồi. Tựa đề nụ cười trước ống kính, bản thảo Đỗ Phong Vũ. Đỗ Phong Vũ nha mọi người. Không bao giờ quên rằng tất cả mọi loại bệnh đều chữa được. Tất cả mọi sự khổ đau đều bắt nguồn từ tâm tà trong chúng ta. Rồi được rồi, tức là quay về 1980 coi. Xem nào, tôi lấy được gì nào. Lấy được hai thứ này. À, cái tủ, đúng rồi, mật khẩu trên cái tủ. Tôi phải mở cái tủ quần áo của hai vợ chồng. Đây. Mật khẩu là 0716.
Được rồi, được rồi. Được rồi. Gì đây? Ui, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời quang mây tạnh. Mình đã chọn cái tủ quần áo lớn làm nơi chú ổng bí mật. Mỗi khi nhà mình có khách, ba mẹ sẽ bảo mình ra chào họ. Còn phải nói chuyện với họ nữa, chán ơi là chán. Mình chẳng thích bị hỏi nhiều câu như thế đâu. Mình cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Nên mình toàn trốn chờ đến khi họ về. Ở đây là tước của con bé. Nó đang bò. Trời ơi, game này lon hay vậy. Phải công nhận hay đấy. Đi đâu đây? Lên sân khấu. Nếu chui vào tủ mình có thể hát rất khẽ, không ai có thể nghe thấy, nên mình cứ hát thôi. Mình cứ hát ở đây còn hay hơn trên sân khấu. Ê con người, giá mà cuộc thi được tổ chức ở đây thì hay biết mấy. Mình sẽ không thấy hồi hộp như trên sân khấu đâu. Và cũng chẳng có cái giả nhìn chằm chằm vào mình như thế. Tình thế Đỗ Mỹ Tâm tại sao con không khóc hát? Kịch bản Lễ Thôi Nôi. Cảnh 7. Đường lên núi, ngoài trời. Biết tin cô bé tròn 1 tuổi, bạn bè cùng họ hàng ở xa cũng đến chúc mừng. Họ hàng A bảo khi lớn lên con nhất định sẽ thành công. Ông B nói con có thể làm quan chức lớn đây. Ông C bảo hoặc một thương gia. Ông D nói làm bác sĩ cũng tốt. Làm lãnh đạo con nhé, con sẽ trở nên giàu có. Nhiều người nói xôn xao, được nổi tiếng này, được tín nhiệm nữa. Từng người một chạm lên đầu của cô bé như một lời chúc may mắn, một dấu hiệu của sự bình an. Chạm khắc thứ 3. Con sẽ không nhỉ? Bạn đang xem kênh YouTube Mê Chơi Game ZZZ. Hết rồi. Thôi đi ra, xong rồi. Chắc là hết rồi. Tôi nghĩ chắc hết rồi. Chắc hết rồi mọi người ơi. Này là 1985. Kinh quá.
Tôi lấy hết gốc của 1980 rồi. Để coi chuyện gì xảy ra nào. Những đứa bé được 1 năm tuổi phải trải qua một cái lễ nghi lễ thôi nôi bằng cách bắt quà sinh nhật để biết trước sự nghiệp trong tương lai. Mà 985 đủ rồi. À. Mà 986 cũng đủ luôn rồi. 1980 đủ luôn. À, vậy là bây giờ tôi về hiện tại được rồi. À, có bộ giấy này. Kịch bản đoạn kết. Tập 3773. Người chồng, người vợ và đứa con gái tập trung tại bàn ăn thưởng thức bữa tối cùng nhau. Đứa trẻ bảo: "Ba ơi, ba có thầy hiệu trưởng hôm nay khen con đấy." Và nói: "Anh à, cái vòng ngọc bích anh đưa đẹp lắm, hàng xóm ai cũng khen." Còn cảnh người chồng rất vui mừng. Chồng nói: "Con gái à, con giỏi lắm, con muốn ra ngoài chơi chứ?" Con gái bảo: "Tất nhiên rồi ạ, à, nhưng con đã hứa sẽ làm việc đạt được để con trả ơn cha và..." Và nói thật nha, em cũng chẳng cần cuộc sống xa hoa, quần áo đắt tiền hay thức ăn ngon gì hết. Kể cả ở cái căn nhà tranh tồi tàn này, miễn là được sống cùng mấy con là... Người chồng nhìn lên hài lòng. Gia đình tình yêu dịu dàng. Chỉ cần anh thành tâm cầu nguyện, không có khó khăn nào ngăn cản được anh. Cái này nó cứ bị đứt khúc thế nhỉ. Rồi, xong. Ôi, hình dáng gì nè. Được rồi, chắc là tôi qua đây được rồi. Ôi, quá, hồi hộp quá. Ôi. Thế dùng nó ở đây, thế dùng nó ở đâu? Ê, không cho tôi vào. Sao thế nhỉ? Trời ơi, gì thế?
này. Con mụ vợ này đuổi hoài vậy. Trời ơi. Một vị khách rất đặc biệt, cô ấy đã rời xa giới giải trí rất lâu rồi, đi qua một thời của chúng ta. Quý cô cũng Lệ Phương. Lệ Phương, chúc mừng cô đã quay lại với đèn sân khấu. Vâng, xin cảm ơn anh Lưu. Ngôi sao quốc tế của chúng ta đã trở lại. Thật là một tin tức nóng hỏi đúng không cả nhà? Tôi chắc là các bạn khán thính giả bây giờ đang rất phấn khởi. Mọi người đã rất nhớ cô. Nhưng đồng thời thì tôi và các bạn ở đây cũng rất tò mò một chuyện. Rằng điều gì đã mang cô quay trở lại với ngành công nghệ phim ảnh vậy? Thật ra thì tôi nghĩ máu nghệ sĩ đã đi sâu vào con người tôi, khó có thể từ bỏ được. Thật khó để mà diễn tả hết bằng lời. Chồng của cô có ý kiến gì về việc này không? Ý kiến ư? Phải nói là anh ta vu khống thì đúng hơn. Tất cả những gì anh ta quan tâm bây giờ là cái tôi cao quý mong manh dễ vỡ của anh ta. Như vậy có quá cộc cằn không? Cộc cằn ư? Tôi lúc nào cũng cố gắng tạo bầu không khí của một tổ ấm. Còn anh ta thì sao? Anh ta lúc nào cũng cúng tiến cho bà thầy gì đó, dùng hết tiền bạc cho những thứ bùa ngải kỳ quái, nào là đốt hương, sáng bùa, nhà chúng tôi bây giờ như một động bùa vậy. Anh ta còn nói tôi là đã bị ám bởi thế lực ma quỷ gì đó và bảo tôi nên gặp Quan Âm, cầu xin bảy tha lỗi và hứa sẽ ăn năn. Cứ thử tưởng tượng mà xem, chồng mình cho rằng mình bị ám. Từ khi còn bé thì Mỹ Tâm nó đã rất gắn bó với ba nó rồi. Cứ mỗi lần con bé có chuyện là anh ta đưa nó gặp bà thầy cúng và tôi chẳng thể làm gì được bây giờ nữa. Thế là tôi đã ra quyết định, sau khi đóng phim xong, chắc chắn gia đình tôi sẽ chuyển đi, tìm một nơi thanh tịnh, một nơi thật sự được gọi đó là nhà. Rồi, mình hiểu được tại sao mà cô vợ lại quay về ngành giải trí. Đỗ Phong Vũ, tôi luôn mong mỏi từng ngày quay lại cuộc sống hạnh phúc trước đây mà ba chúng tôi có. À, cô vợ xách vali đi rồi à? Cô ấy bỏ đi à? Rồi lại bị vợ bỏ rồi. Cô ấy đi rồi. Sáng quá nhỉ. Sáng quá.
vẫn xem TV đấy à? Anh chưa bao giờ bỏ lỡ một lần phát lại nhỉ? Anh đúng là fan hâm mộ thành công nhất của Mỹ Tâm đấy. Cơm cá dọn sẵn lên hết rồi, ngồi coi tivi sướng quá rồi. Mẹ đi đâu thế? Con nhớ mẹ lắm. Ơ, cái gì vậy? Con gái bị sao rồi? Cái gì vậy? Cô con gái bị sao thế? Ông mẹ ông làm gì thế này? Gia đình em, nhà em có ba người. Có ba, có mẹ. Xét nghiệm y khoa, y quang và xét nghiệm máu bình thường, không thấy có bệnh, đề nghị chuyển đến khoa tâm thần. Trời ơi. Con gái tôi không có bị điên. Rồi sao? Chào anh Đỗ, tôi là thầy Hà đây. Nghe nói tình hình Mỹ Tâm lần này nghiêm trọng lắm à. Đừng lo lắng, hãy mau mang con bé đến đây. Chúng ta sẽ nhờ từ cơ quan âm giúp đỡ. Đừng lo, cứ làm như tôi bảo. Lần trước tôi đã rụng mà, lần này cũng vậy thôi. Trời ơi. Gì vậy trời? Con Đỗ Phong Vu, thành tâm của sinh ngài dẫn đường cho con gái con Đỗ Mỹ Tâm.
Con bé bị một hồn ma ác độc nhập để thế chỗ cho linh hồn của con bé. Con cầu xin từ cô con âm hãy thương xót, hãy tẩy linh hồn và khôi phục linh hồn cho cháu. Anh Đỗ, anh nhìn thấy gì chưa? Anh có nhìn thấy ngọn nến đang cháy không? Đó chính là nguyên thần của Mỹ Tâm. Tình trạng của nó thế nào? Ngọn nến rung rinh chứng tỏ hồn con bé đã rời khỏi cơ thể. Anh thấy gì nữa không? Có thấy dấu hiệu gì của Mỹ Tâm chưa? Thế thì anh phải đi tìm bất cứ dấu vết nào của con bé. Tìm cách rời khỏi đó đi. Gì tối thế này? Tối quá vậy. Cái đường mẹ gì đâu mà đi. Ủa cái gì thế nhỉ? Tôi không hiểu. Em ít kiểu gì thế nhỉ? Cửa đây. Sao mà tối đây? Từ cô quan âm sẽ dẫn lối cho anh. Cái gì đây? Tối quá. Mày không đeo cái kia thì sao mà nhìn thấy đường được? Bạn đang xem kênh YouTube Mê Chơi Game ZZZ. Hãy đi theo bất kỳ nguồn sáng nào anh thấy. Nếu thấy gì thì bảo tôi nhé. Tìm xem Mỹ Tâm có bỏ lại thứ gì phía sau không. Trời ơi, tôi không thấy gì hết. Lấy mình mối được hả? Đây là cái gì? Kinh vãi. Đi đâu thế này nha? Anh thấy gì? Thuyền sấy à? Thuyền có nổi trên mặt nước không? Nước là dấu hiệu từ cô quan âm đen chỉ lối đấy. Giờ hãy lặp lại lời khấn của tôi. Nước dẫn lối, thuyền chuyên chở. Xin từ cô quan âm dẫn đường cho con. Bây giờ thì sao? Một con sông tràn ngập đèn hoa đăng à? Có chỗ để đi qua không? Có một bãi cát à? Bãi cát là hiện thân của từ cô quan âm mà em quên đi qua. Hay quá nhỉ? Sao suy nghĩ ra được hay thật chứ? Rất là hay luôn á. Cốt truyện hay. Anh có thấy gì nữa mà không? Ánh đèn. Không thấy gì. Chân có gì không? Không có gì. Sao mà suy nghĩ được cái game này hay thế nhỉ? Này làm phim mà hay lắm á mọi người. Đi tới đâu rồi? Anh thấy một cái cầu không? Anh sắp xem tới dưới bên kia rồi đấy. Chú ý bước chân, hãy đi theo ánh sáng.
Đừng để những người dưới chân cầu, họ phải hứng chịu ngọn lửa do những lỗi lầm của mình. Một cầu thang à? Vậy đi lên đó đi. Đó là cầu thang vô hạn trong truyền thuyết. Hãy lặp lại lời khấn của tôi. Con kính thỉnh từ cô Quan Âm vinh quang giáng xuống trần thế. Nghĩ sĩ quay đi đâu rồi ngài? Trời ơi, đi đâu thế này? Công lĩnh sĩ cú quan âm tụ sĩ lĩnh sĩ sĩ phong. Công lĩnh sĩ cú quan âm. Ôi, sao đen thui thế? Anh Đỗ, đây là một phòng của địa ngục, nơi các tội nhân nhận hình phạt vĩnh viễn. Nơi này không liên quan tới anh, đừng chạm vào thứ gì cả. Hãy nhanh chân lên. Cái gì mà trời, xung quanh là linh hồn kìa. Không nhận hay được. Đừng lo, con gái anh không ở đây đâu. Sao hay thế nhỉ? Họ là những kẻ có tội lúc còn sống. Họ chẳng đáng thương hại gì, cứ chú ý bước chân thôi. Đừng dừng lại, đi tiếp đi. Đang cố gắng đi đây. Kinh quá. Đau tim quá, hồi hộp quá mọi đứa. Trời ơi, gì đây? Tốt lắm, anh đã vượt qua được rồi. Giờ đi đâu đây? Tôi đi thì đi đâu đây? Anh thấy gì? Một cái cây à? Đó là cây sự sống của anh đấy. Nếu anh muốn chứng kiến ý nguyện của Từ Cô Quan Âm, anh phải nhìn vào thâm tâm mình trước đã. Và con đường này sẽ đưa anh đi tới bản ngã của mình. Tôi này à, linh hồn của tôi à. Thứ anh nhìn thấy đây chính là bản ngã của anh. Không phải à, tìm đường lên trên. Con đường này sẽ dẫn anh đến phần sâu thẳm nhất trong bản ngã của anh. Không đi được. Đi đường này. Trời ơi, game đầu tư quá. Cái gì vậy? Đó chắc hẳn là nguyên thần cung của anh. Nguyên thần của anh đang ở bên trong. Khi đi vào, hãy dùng nguyên thần của anh để chấp nhận chỉ dẫn của Từ Cô Quan Âm. Anh có thấy lối vào không? Sau khi vào đó, anh sẽ tự phải đi một mình. Anh phải mặc kệ tất cả mọi thứ và tất cả mọi điều anh nghe được. Nếu anh gặp rắc rối, thần chú của Từ Cô Quan Âm sẽ giúp anh.
gì vậy nè? Hey. Đây nè. Hey. Đỗ Phong Vũ. Đỗ Phong Vũ, nhìn này, tôi đây. Anh chỉ ở đây. Là tôi. Ai đấy? Mấy năm không gặp đều không nhớ. Mấy năm mà đã quen nhau rồi. Anh còn nhớ cây hoa nhỏ đó chứ? Cây hoa tôi đã trồng đó. Con bé rất thích cây hoa. Ngưỡng mộ nó ngày này qua ngày khác. Mỗi lần một cánh hoa rụng, con bé lại thay thế bằng móng tay của mình. Kinh vãi. Nếu nó bị vàng hay éo úa, con bé sẽ tưới cho nó bằng máu của chính mình. Và tiếp tục quan sát cho đến khi cây nhỏ nở hoa. Kinh quá. Thật quý giá đối với con bé. Nhưng tất nhiên, một cây hoa nhỏ thì vẫn chỉ là cây hoa nhỏ thôi. Dù nó có nảy mầm cũng không chịu nổi sức nặng. Cuối cùng nó vẫn bị nghiền nát. Thật đáng thương phải không? Nhưng chúng ta đã biết ra câu chuyện này mà, phải không? Kinh quá. Anh vẫn còn cơ hội cứu được con bé. Đi nào. Nó ngay đằng trước thôi. Giờ hãy nhận lấy những gì anh xứng đáng được hưởng tia hy vọng lớn nhất của mình. Tôi đau tim quá. Xua đuổi tất cả các em. Từ cô Quan đã hạ thấy một cái xúc xích, linh hồn của Mỹ Tâm bị kẹt tại đây. Nếu muốn cứu con bé, em phải lập lời thề với từ cô Quan. Cái quỷ khô gì vậy? Đây dòng xong nha mọi người. Đi đâu đây? Hay là gì đây? Ôi sao mà nó vẽ hay quá vậy ta? Câu chuyện hay quá. Câu chuyện này tôi thấy đánh giá là hay á. Quá hay luôn. Đi lên này à, xem có gì không. Vòng nghiệp chướng, linh hồn của con bé đã bị mù. Xin hãy chấp nhận lời tuyên thệ của người cha thương yêu của con bé Đỗ Phong Vũ. Con xin dâng hiến ánh sáng của con để giúp soi tỏ làn khói mờ trong tâm trí con gái con. Kinh
Giữa đúng ta. Cái gì mà em mất mắt lại nữa hả? Kinh quá. Này đúng game kinh dị luôn á mọi người. Trời ơi, mới này là cái muỗng. Còn bây giờ là cái này. Kinh quá. Con gái yêu quý của con, Đỗ Mỹ Tâm, đang bị mắc kẹt trong vòng nghiệp chướng. Dòng của con bé đã bị mất, xin hãy chấp nhận lời nguyện của cha, Đỗ Phong Vũ. Con xin dâng hiến lưỡi của con để giúp khôi phục giọng nói thiên thần của con gái. Mẹ quá. Ôi trời ơi. Quái. Trời ơi. Kinh quá. Sao nó có thể nghĩ ra đêm kinh dị như thế này được nhỉ? Giờ linh hồn của Mỹ Tâm đã trở lại, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn cầu nguyện cuối cùng. Nơi nỗ lực của anh đã bắt đầu sẽ là nơi kết thúc. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Cái gì vậy nè? Đi lại đây hả? Cái gì vậy? Đừng nói ông tự xử luôn nha. Ôi trời ơi. Lấy máu hả? Kinh quá. Con gái yêu quý của con, Đỗ Mỹ Tâm, đang bị mắc kẹt trong vòng nghiệp chướng. Đôi cánh của con bé đã bị cắt cụt, xin hãy chấp nhận lời mình thề. Con xin dâng hiến máu của mình để giúp con bé cất cánh bay lên trời cao.
Trời ơi, kinh dị quá. Kinh dị quá. Tốt lắm, nghi lễ đã xong. Cuối cùng anh phải quỳ xuống và bày tỏ sự hết lòng tôn kính. Chỉ cần từ cô Quan cảm nhận được sự thành tâm của anh, tất cả sẽ êm xuôi. Kinh quá. Từ cứ quá đâm. Quá. Ông này mê tính quá mọi người à. Mê tính chị Don quá. Lễ quan lăng liên kết tâm linh. Lễ quan lăng là nghi lễ đã truyền qua nhiều thế kỷ với sự chỉ dẫn của một thầy cúng có thể niệm chú và đi tới thế giới tâm linh. Nguyên thần cung nằm trong thâm tâm của mỗi người. Khi quan sát nguyên thần cung của bản thân, người ta có thể cân bằng tâm hồn, tăng cường khí chất, dự đoán và định hình số phận của mình. Để bắt đầu lễ quan lăng, trước hết phải viết ra địa chỉ và tử vi của mình. Thầy cúng sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào và hướng dẫn thân chủ đến với câu trả lời. Các câu hỏi thông thường sẽ về công danh, tài lộc, sức khỏe. Nếu có người ốm nặng, họ cũng có thể cầu chữa bệnh và phục hồi. Bạn đang xem kênh YouTube mê chơi game rất xinh quá. À, này thầy cúng hay sao vậy? Đâu mà bùa chú rồi tùm lum. Gì đây? Gì đây? Ghi chú về nghi lễ. Thấy một bãi cát bằng có liên quan đến nước. Hoa sen là kết nối đối tượng với linh hồn của thế giới bên kia. Thấy hoa sen chìm dưới nước, đối tượng phải được ngâm trong chất lỏng, dâng hiến một bát máu, đổ rượu vào bồn chứa, không dùng nước. Gợi ý của ông thầy cúng: rượu làm ấm cơ thể, xua đuổi cái lạnh. Tắm rượu rất tốt cho cơ thể. Tắm trong rượu giúp thúc đẩy hiệu quả của thuốc, cho phép nó chảy qua hệ thống kinh lạc. Tự cô Quan sẽ gửi rắn thần vào cơ thể của tất cả những ai tắm trong rượu này và lan tỏa sức mạnh của nó để chữa lành tất cả các bệnh thể chất. Gợi ý trình tự nghi lễ. Thứ nhất là người cầu nguyện che mắt bằng một miếng vải đỏ, nó cho phép họ kết nối linh hồn với thế giới tâm linh. Thứ hai là chuẩn bị một cái chai rượu nguyên chất, không được pha với nước, rượu cao lương là tốt nhất, đặt rắn thần vào trong. Thứ tư là cầu nguyện hiến dâng máu của mình đổ vào bình chứa, lấy linh hồn đổi lấy linh hồn. Thứ năm là đặt đối tượng vào bồn chứa. Thứ sáu là đối tượng rời khỏi bồn chứa lần nữa, quỳ xuống và cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn từ cô Quan Âm. Đối tượng sẽ rời khỏi bồn chứa một mình khi đã hoàn toàn bình phục. Trong bất cứ trường hợp nào, không ai được phép làm sáng đoạn nghi lễ. Kinh quá, không biết làm cái trò gì đây. Băng ghi âm tư vấn. Ông này mê tín dị đoan quá. Chắc là hãm hại cả gia đình rồi. Này, thuốc nấu đâu này? Coi nào. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, cơ thể cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn đúng không? Vâng, nó có dễ chịu, nhưng sao đây? Tôi xin lỗi, chỉ là nó có vẻ không có tác dụng với con trai tôi. Thằng bé thì trượt kỳ thi tuyển sinh 2 lần rồi, mà ngày nào tôi cũng phải cầu nguyện cho nó. Nhưng nó chẳng có vẻ gì cải thiện được mấy. Tôi có nên đóng góp thêm tiền không? Tôi có thể làm mọi thứ cần thiết và cũng sẽ khấn tha thiết hơn nữa. Làm ơn xin thầy hãy cho tôi biết tôi phải làm gì.
Đừng lo, kiểu gì cũng có cách thôi, tôi sẽ chỉ cho cô. Vâng, cảm ơn thầy, đợi anh thầy. Tôi muốn hỏi lại phương pháp của bà chỉ tôi thật sự có tác dụng chứ? Có chứ, dĩ nhiên rồi. Tôi đã niệm chú, nhưng ngã đó vẫn chưa chịu liên dị với anh ấy. Tôi với anh ấy thậm chí còn đọc nó cùng với nhau luôn. Khi hai người đọc chú có thực sự thành tâm không? Tất nhiên là có rồi. Tôi tụng niệm với tất cả trái tim mình. Tôi còn trả tiền cúng Phật nữa mà. Còn thiếu gì nữa? Bà là đồ lừa đảo. Lá bùa bà đưa cho tôi hoàn toàn vô dụng. Này anh, tôi sẽ ghi âm lại đấy. Đều đặn hàng tháng suốt mười mấy năm qua, tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền cho mấy cái nghi lễ vớ vẩn này. Chẳng phải bà đảm bảo cho tôi rằng từ cô Quam sẽ giúp giải quyết tất cả vấn đề của chúng ta sao? Cha tôi tin bà đến mức ông ấy còn từ chối cả việc hóa trị, mà hứa là ông ấy sẽ sống thêm được 2 năm mà. Vậy mà giờ ông ấy đã mất rồi đấy. Tốt nhất bà nên giải thích cho rõ, nếu không tôi sẽ kiện bà. Rồi, gặp phải lăng băm rồi. Bà thầy lừa đảo rồi. Bà trốn luôn rồi. Bà trốn rồi. Thôi, đi ra thôi. Còn sẽ lấy không nhỉ? Ra thôi. Chàng ơi, đi xuống cầu thang thôi. Xin chào, anh Đỗ à. Được rồi, nghe tôi nói này. Đầu tiên hãy chuẩn bị rượu rắn. Anh có bồn tắm ở nhà không? Có à, tốt lắm. Vậy thì làm trong nhà tắm luôn. Mỹ Tâm chỉ cần làm như tôi nói và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo, hãy mạnh mẽ lên và phải thật thành tâm nữa. Vâng, ai đấy? À, anh Đỗ. Vâng, tôi biết, tất nhiên rồi. À, anh biết đây, tôi đảm bảo anh rằng anh không phải lo lắng gì hết. Ở đây sự kiên nhẫn là rất cần thiết. Với nghi lễ này, tùy theo độ nghiêm trọng của căn bệnh, có khi phải mất đến 7 ngày. Anh phải đặt niềm tin vào Mỹ Tâm chứ. Anh phải dũng cảm lên, đừng làm con bé bị ngắt quãng. Hãy để nó từ từ ngâm mình trong đó và được thanh tẩy hoàn toàn. Đừng có mở cửa phòng tắm, được chứ? Được rồi, nếu anh có câu hỏi nào khác hãy cứ gọi cho tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Rồi, ngâm rượu trong phòng tắm 7 ngày, con bé nó chết rồi, còn gì? Bà này ác thật chứ. Vậy mà ông này cũng mê tính gì đâu, vẫn tính theo. Làm điên làm cùng như thế mà làm. Nhiều người mù quáng tín ngưỡng, người ta gọi là cuồng tín đó mọi người. Chết con bé rồi còn gì. Cửa nào. Rồi, tôi nghĩ là kết thúc trong bi kịch rồi mọi người. Tức là con bé mất.
1月29日下雨天。29/9một ngày mưa. Lâu lắm rồi mẹ không về nhà, mình nhớ mẹ quá. Mình cố không khóc, nhưng khi cố kìm lại ngực mình lại bắt đầu thấy đau. Một hôm, đến cả bệnh khó thở của mình cũng tái phát. Ba bảo mình không phải đi bác sĩ nữa. Ngày mai hai con sẽ tới gặp thầy Hà, rồi mình sẽ khỏe lại. Nhưng chắc ba không biết mình đã biết cách để thấy khỏe hơn. Mình đã gấp được bao nhiêu là hoa tulip. Chỉ cần gấp thêm một ít nữa là mình có thể lấp đầy cả căn phòng. Mình thấy buồn là ba lúc nào cũng chỉ biết cầu nguyện. Ông ấy chẳng có thời gian ngồi gấp hoa với mình. Nếu mình gấp được nhiều hoa như trong quyển truyện, chắc chắn bệnh của mình sẽ được chữa khỏi. Khi nào khỏe lại, mình sẽ tập hát cho đến khi hát thật hay. Ước nguyện sinh nhật của mình được hoàn thành và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Ba và mẹ có thể cùng nhau ngồi xem mình hát trên TV. Cả nhà mình có thể dành thời gian hạnh phúc bên nhau trong phòng khách. Mình thực sự quý khoảng thời gian đó. Chỉ mơ được tới đây thôi. Kể cả khi thất vọng như vậy, khóe mắt ba vẫn khô không khóc. Cha con mình hãy để bên cả ác luôn cả tiếng đi. Và chỉ thưởng thức vị đắng này thôi nhé. Giữa ánh sáng hỗn loạn, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận. Vẫn kể cho con nghe về vũ trụ và bầu trời, về những hòn sỏi trên bãi biển và cuộc đời này. Liệu con vẫn cười những sự hoang đường vô lý của ba chứ? Rồi nó lặp lại rồi. Chắc là kết thúc rồi mọi người ơi. Tôi thấy game này kinh dị nhưng mà lại rất ý nghĩa. Đặc biệt đối với những người nào đã có gia đình, có con cái thì... câu chuyện này sẽ đem đến những cái bài học quý giá đối với họ. Rồi, chơi xong game rồi. Xin cảm ơn mọi người nhé. Tạm biệt mọi người. Bạn đang xem kênh YouTube Mê Chơi Game ZZZ.